chương 001, không treo không xuyên qua. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com A tầm, A tầm. Tỉnh, tỉnh. Hơi có vẻ lo lắng tiếng kêu phản phất từ rất xa địa phương bay tới, mơ hồ cảm giác được có người đang lay động mình, trần tầm mơ hồ ý thức nổi lên gần sóng, mông lung mở mắt ra. Sau đó, chính là sững sờ. Chung quanh ánh nến phiêu diêu, âm u ướt lạnh, rách nát không chịu nổi, mình vị trí đã không phải là phòng ngủ của mình mà là một nhà đồ bốn vách tường phá ốc lạnh trên giường mà giờ khắc này bên giường đang có một người mặc cổ trang đoản đã dáng người khôi ngô hình dạng thật thà hán tử ngạc nhiên nhìn lấy mình a à, tầm ngươi rốt cục tỉnh cái quỷ gì ta không phải bạo lá gan chơi game ngủ thiếp đi a à, đây là đâu nhìn qua trước mắt trang phục cổ phát mà còn toàn xa là hán tử Trần Tầm không khỏi ngu ngơ ở, chính muốn ngồi xuống, ngực còn có trong ốc ở giữa đột nhiên bạo tạc bình thường đâm nhói, để hắn nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn nằm trở về. Ngay sau đó, phân loạn mà xa là ký ức phản phất vỡ đê bình thường hiện ra đến, thay nhau thoáng hiện. Nơi này không phải hắn quen thuộc xã hội hiện đại, mà là càng quốc cảnh nội, một cái tên là Hoàng Long huyện cổ đại thành nhỏ. Ký ức chủ nhân cũng gọi Trần Tầm, vừa vặn tuổi tròn cập quan có người sinh ra ở Roma, có người trời sinh chính là trâu ngựa. Nguyên chủ không bao lâu bị người răng bắt cóc cùng phụ mẫu thất lạc, trên đường bị khống chế lấy lấy ăn xin, trộm cướp mà sống, nhận hết bạch nhãn cùng đánh chửi, kinh lịch thê thảm. Thẳng đến mấy năm trước người người môi giới say rượu nháo sự bị người bên đường đánh chết, nguyên chủ mới nhân cơ hội này thoát ly ma trưởng, sau đó tại cái này trên đường làm việc vặt, làm lao động tay chân, kiếm ăn, một khi mấy năm, rốt cục tại nến cả gian khổ bên trong trưởng thành mà trước giường cái này làn da đen nhánh hán tử tên là tống đại hổ tuổi tác thân thế cùng ký ức nguyên chủ không sai biệt lắm hai người không bao lâu liền quen biết cùng một chỗ trên đường kiếm ăn giúp đỡ lẫn nhau cùng một chỗ kinh lịch gian khổ gặp trắc trở không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ ký ức như nha để người cảm giác đầu lâu giống như muốn nổ tung đồng dạng đọc thuộc lòng văn học mạng kinh điển Trần Tầm trong lúc hỗn loạn rốt cục ý thức được mình trên thân xảy ra chuyện gì. Đây là, xuyên qua. Trong trí nhớ người, danh tự bộ dáng cùng ta gần như giống nhau, chẳng lẽ chính là thời không song song một cái khác ta? Mẹ nó, làm sao thời không song song ta cũng lẫn vào thảm như vậy? Bất quá lần này không cần 996 cùng còn phòng vây, tự hồ cũng không tệ. Không đúng, ta không có ở đây, cha mẹ bọn hắn làm sao bây giờ thảo giờ phút này ra phủ não đâm nhói cùng loạn thất bát tao suy nghĩ tràn ngập trần tầm nằm ở trên giường biểu lộ hơi có vẻ vặn vẹo bên cạnh tống đại hổ liền vội vàng đứng lên không biết từ chỗ nào đến bưng tới một cái chén bể đem hắn thân trên có chút đỡ dậy đến uống nhanh chút nước trần tầm nhìn đau sở tiếp nhận bác mảnh rót hết tựa hồ đem trong đầu phân loạn ký ức đều đè xuống một chút tống đại hổ không khỏi thở dài một hơi a à tầm hiện tại cảm giác thế nào giờ phút này tâm loạn như ma lại sợ bại lộ mình là cái xuyên qua khách chân tướng trần tầm miễn cưỡng trấn định tâm thần cầm lấy cuốn họng mập mờ suy đoán còn tốt chính là toàn thân đều đau sau khi nghe nửa câu tống đại hổ lúc đầu ân cần khuôn mặt chuyển thành phẫn hận cắn răng nói triệu vũ bằng cái này cẩu tạp chủng đen tiền của ngươi còn kém chút muốn ngươi mệnh, đem ngươi hại thành dạng này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Triệu vũ băng, trần tầm theo bản năng cúi đầu, mới chú ý tới mình ngực bọc lấy băng gà. Nhẹ nhàng kéo ra xem xét, lòng ngực chính giữa in một cái màu xanh tím giữ tận trưởng ấn, còn có một trận một trận nước xương đâm nhói không ngừng truyền đến, tự hồ thương thế nghiêm trọng. Đồng thời trong đầu một trương âm lãnh cây nghiệt lại khinh miệt nam tử khuôn mặt, cùng tương ứng ký ức hiển hiện. hiện. Triệu Vũ Bằng, là trong thành một bang phái long văn bang bên trong một ngoại đường tiểu đầu mục. Thế đạo Giang Nan, nguyên thân cùng Tống Đại Hổ hai người thời gian qua Giang Nan, hai năm trước sau khi thành niên, vì ăn cơm no hai người liền đầu nhập long văn bang, trở thành bên ngoài bang chúng. Cũng chính là loài kia ngày bình thường phất cờ hò reo, thấy tình thế không ổn vắt chân lên cổ mà chạy tiểu lâu la. Hai người gia nhập Long Văn Bang về sau, mỗi tháng không chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, có có thể được một phần lễ tiền, sinh hoạt đích thật là cải thiện không ít. Nhất là nhập bang sau chưa tới nửa năm, Tổng Đại Hổ dần dần thể hiện ra một bước mang lực gân cốt, bang phái truyền thụ cho võ công rất nhanh đều tu luyện có thành tựu, bị cho rằng là thượng giai luyện võ vật liệu, không bao lâu liền được đề bạc làm nội đường tinh anh, tương lai tươi sáng. Mà nguyên chủ tư chất thường thường, căn cốt thường thường, hơn một năm qua đều không thể đem bang phái cơ sở quyền pháp cùng thung công luyện được manh mối gì, vẫn luôn là cái lâu la hai người quan hệ giống như huynh đệ quan hệ ngược lại cũng chưa bởi vậy xa lánh nhưng là từ tiểu cũng có mộng tưởng và khát vọng nguyên chủ bao nhiêu cũng là có chút thất lạc cùng cực kỳ hâm mộ chỉ tiếc cái này thế gian võ công một đường thủ trọng thiên tư căn cốt tiếp theo là bên ngoài thuốc tài nguyên lần nữa là danh sư chỉ đạo cuối cùng mới là chăm học khổ luyện người cố gắng căn cốt thường thường lại không tài nguyên lại không danh sư chỉ đạo nguyên chủ lại thế nào tức giận phấn đấu cũng không có thay đổi vận mệnh cơ hội thẳng đến 10 ngày qua trước đó. Cơ duyên xảo hợp, nguyên chủ ngoại ý muốn nghe nói trong bang không biết từ nơi nào được đến quan hệ, muốn giúp Dược Vương Sơn một vị nào đó quản sự chọn lựa một nhóm thân thế trong sạch lại cơ linh người thanh niên, đi Dược Vương Sơn làm tạp dịch, trong coi Dược Điền. Dược Vương Sơn là vùng này xa gần nghe tiếng võ đạo tông phái, bên trong cao thủ đông đảo, ngay cả trong huyện quan lão gia đều muốn ngưỡng vọng, không dám trêu chọc, địa vị chi cao có thể thấy được chút ít cho dù là đi ở trong đó làm tạp dịch, đối với cực kỳ tầng dưới chót sợi cỏ đến nói, đều vẫn có thể xem là một cái khả năng cơ hội thay đổi số phận. Nguyên chủ tâm tư linh hoạt, tự biết tình huống của mình, lập tức liền muốn đi làm liệu một phen, thế là liền khải ra bản thân những năm này góp nhặt toàn bộ mồ hôi và máu gia sản, cộng thêm còn tìm tống đại hổ mượn đại bộ phận, hết thảy kiếm ra 30 răng bạc, đi tìm phụ trách chuyện này ngoại đường đầu mục, triệu vũ bằng. Tại cái này Hoàng Long huyện, một viên trăng bạc có thể mua mấy chục cân lương thực, mà Long Văn ban bên trong, giống nguyên chủ dạng này bên ngoài lâu la một tháng lệ tiền bất quá hai cái răng bạc, 30 răng bạc đã không phải là một cái con số nhỏ. Đối với nguyên thân bày đồ cúng, Triệu Vũ bằng lúc ấy coi như hài lòng, tại chỗ nhận tiền, hứa hẹn tạp dịch nhân tuyển bên trong sẽ có hắn một cái. Nguyên thân không có suy nghĩ nhiều, đầy cõi lòng hy vọng trở về chờ đợi, thậm chí cũng bắt đầu ước mơ về sau dược vương sơn kiếp sống nhưng mà hắn đợi trái đợi phải, trọn vẹn 7-8 ngày trôi qua, đều không có chờ đến bất cứ tin tức gì. Một phen nghe ngóng sau hắn mới biết được, nguyên lai like 10 cái tạp dịch tại 3 ngày trước liền đã chọn lựa hoàn tất, toàn bộ đều bị mang đến Dược Vương Sơn. Triệu Vũ bằng căn bản cũng không có đem hắn gia nhập trong đó. Như thế sự thật tự như sấm sét giữa trời quan, ý thức được mình khả năng bị lừa nguyên thân liều lĩnh tìm tới Triệu Vũ bằng muốn đòi một lời giải thích, nhưng mà đối phương lại là triệt để trở mặt căn bản không nhận lấy tiền chuyện này nguyên chủ bi phẫn không thôi dựa vào lý lẽ biện luận nhưng là triệu vũ bằng căn bản không nói lời gì chỉ là nghe răng cười một chưởng đem nguyên chủ đánh bên đường thổ huyết hôn mê thậm chí công bố nguyên chủ hãm hại lừa gạt phẩm hạnh không đoan tại chỗ tuyên bố đem trục xuất ban phái khi nguyên chủ khôi phục ý thức về sau đã là bị tống đại hộ cứu được trở về chỉ là triệu vũ bằng là trong ban võ công hảo thủ bình thường 10 cái tráng hán đều khó mà cận thân một chưởng kia dù không muốn nguyên chủ mệnh nhưng cũng khiến cho xương ngực nước xương nội phủ chấn động thương thế nghiêm trọng lại thêm trong lòng chi buồn giận nan giải nguyên chủ từ đây bị bệnh liệt giường thương thế ngày càng sa sút không có mấy ngày liền bệnh nguy kịch dược thạch khó y cuối cùng một mệnh ô hô mới có trần tầm linh hồn xuyên qua mà tới tốt một cái cẩu vật thật mẹ nó đen a à, đoạn này đi thảm ký ức cấp tốc hiện lên triệu vũ bằng kỳ nhân ghê tởm sắc mặt có thể xưng khắc cốt minh tâm dù là đây hết thảy không quan hệ trần tầm trong lòng lập tức cũng nổi trận lôi đình là một người hiện đại hắn thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được nguyên chủ oán hận cùng bi phẫn cũng một chút cảm nhận được cái này không có pháp chế ước thúc cổ đại dị giới là cỡ nào hiểm ác cùng tàn khốc bất quá hiện tại tạm thời không phải so đo những này thời điểm trong đầu vẫn là một đoàn đầy rối, Trần Tâm dự định trước tiên đem ký ức toàn bộ sắp xếp như ý sau tại đi xử lý những này ân oán, thế là hít sâu một hơi nói. Đại hổ, ngươi trước đừng xúc động, kia triệu vũ bằng khó đối phó, quân tử báo thù 10 năm không muộn, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Tự hồ có chút ngoài ý muốn Trần Tâm tỉnh táo, tống đại hổ sửng sốt một chút, sau đó trầm trầm nói. Ai, nói đúng lắm. Thương thế của ngươi còn rất nặng, còn cần tỉnh dưỡng thật tốt, không phải cân nhắc những này thời điểm, trước hết để cho con chó kia tạp chủng đắc ý một trận. Không sao, sớm muộn có cơ hội. Nói nhiều tất nói hớ, Trần Tâm thuận thế tìm một cái lấy cớ. Đại hổ, ta có chút đói bụng. Tống đại hổ lúc này đứng dậy. Ngươi chờ chút, ta cái này mua tới cho ngươi chén cháo đến, thuận tiện lại bắt hai bộ thuốc trở về, ngươi nằm trước. Trần Tâm khẽ gật đầu lấy đó đáp lại, tống đại hổ quay người đẩy cửa đi ra ngoài, cài đóng cửa phòng. trong phòng lập tức an tĩnh xuống đến, trần tầm có chút nhắm mắt lại, hết sức đem trong đầu lộn xộn ký ức từng cái sắp xếp như ý tiếp thu. thật lâu về sau, ký ức tiêu hóa thất thất bát bát trần tầm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mang theo dị dạng. nguyên lai, không phải võ hiệp. nguyên chủ khi còn sống ân ân oán oán tạm thời không nói, hắn muốn nhất làm rõ ràng vẫn là cái này thế giới bối cảnh. Mà toàn bộ tiếp thu mảnh vỡ ký ức sau hắn mới phát hiện, đừng nhìn nguyên chủ trong trí nhớ lại là luyện võ lại là ban phái, nhưng phương thiên địa này lại không phải cái gì võ hiệp thế giới. Mà là tông môn sang sát, trấn áp thiên hạ, thậm chí hình như có tiên nhân tồn tại tiên hiệp thế giới. Cái này thế gian rộng lớn vô ngần, ngàn vạn tông môn nắm giữ tu hành đại đạo chân truyền. Một là võ đạo tu mệnh, tu sĩ rèn luyện thể phách, khí huyết như độ, tu tới chỗ cao thâm lực bạc sơn hà khí cái thế, gọi chi vì thể tu, hoặc là nói là võ tu, đạo này không tư chất cánh cửa, người người đều có thể nếm thử tu hành, là lấy phàm tục ở giữa cũng rộng vì lưu truyền, chỉ là tuyệt đại bộ phận bản độc nhất tàn quyết, thô lậu không chịu nổi, không phải thật tủy. Nguyên chủ trong trí nhớ ban phái võ công, liền thuộc về loại này. Hay là thần hồn tu tính, tu sĩ tu thân dưỡng tính, quẩn dưỡng thần hồn, tu tới chỗ cao thâm thần hồn chiếu rọi thiên địa gọi chi vì quỷ tu hoặc là nói là linh tu đạo này tối nghĩa thâm thúy không phải hơn người trí tuệ định lực không thể tu hành là lấy phàm tục chi ở giữa tư thấy trừ cả hai bên ngoài còn có cao thâm hơn tu chân chi đạo tu sĩ tính mệnh sông tu thải hà thực khí phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cung cấp nuôi dưỡng bản thân tu tới cao thâm cảnh giới di sơn đảo hải xuất nhập thanh minh gọi chi vì luyện khí chân tu Đạo này nghe nói chính là tiên chân thượng thừa đại đạo, huyền ảo chỗ càng sâu võ tu, quỷ tu chi đạo, nhưng không phải ngàn dặm chọn một linh căn người không thể tu hành, mà lại người tu hành thường thường đều là đều là chiếm cứ danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, phàm tục tự nhiên càng thêm vô duyên nhìn thấy. Cái này ba đạo chính là công nhận tiên đạo chính thống, nghe nói nếu là tu luyện tới cực điểm chỗ, càng là có thể siêu phàm nhập thánh, vũ hóa thành tiên. Bất quá nguyên chủ một ban phái tiểu lâu la biết đến đây đều là từ ban phái, quán trà, tử quán tin đồn mà đến, còn chờ khảo chứng. dù sao tại cái này Hoàng Long Huyện chỗ vắng vẻ, lấy thân phận địa vị, chính là chân chính có thể gọi tu sĩ người tu hành đều chưa thấy qua mấy cái, chứ đừng nói là trong truyền thuyết tiên nhân, tiên hiệp, tu tiên. lần này thật không có bạch xuyên, mà xem như một người hiện đại trần tầm, nhìn thấy nơi này đã là tim đập thình thịch xuyên qua dị giới cùng mượn xác hoàng hồn loại chuyện này đều phát sinh, tồn tại tu tiên tự nhiên cũng lại hợp lý bất quá. Cái nào người xuyên Việt lại có thể cự tuyệt tu tiên hấp dẫn chứ? Mắt thấy xuyên qua hiện thực tự hộ đã không cách nào cải biến, nhập gia tùy tục trần tầm trong lòng thứ nhất ý nghĩ là Ta cũng muốn làm tu tiên đại lão. T. Chờ một chút, bây giờ nghĩ có chút quá xa. Nhưng mà, thở hỗn hển khiên động ngực thương thế, mang đến khó nhìn đâm nhói, một chút để hắn da mặt trung rẩy, trở lại hiện thực. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là thương thế trên người, còn có. Thương thế trên người rõ ràng cực nặng, lại không có thường thức, hắn cũng biết cổ đại chữa bệnh thủ đoạn điều kiện khẳng định không so được hiện đại, nếu là không chiếm được hữu hiệu trị liệu, cái gì vết thương lây nhiễm loại hình, một cái không tốt có khả năng dẫn đến hắn cũng một mệnh ô oh hô. Oh. Đương nhiên, tiên hiệp thế giới khẳng định có lấy cấp cao trị liệu thủ đoạn, nhưng vậy hiển nhiên cùng hắn một ban phái tiểu lâu la không quan hệ như thế nào dưỡng tốt vết thương trên người chính là trước mắt hắn đầu tiên gặp phải to lớn khảo nghiệm mặt khác thì còn có một cái đồng dạng thậm chí chuyện trọng yếu hơn cần hắn xác định đó chính là bàn tay vàng không treo không xuyên qua một cái người xuyên việt không có treo cái kia tốt ý tứ cùng người chào hỏi kế thừa cổ thân thể này bản thân bị trọng thương càng cốt thấp kém cái này bắt đầu đã hỏng bét không thể lại hỏng bét không có cường lực phụ trợ đừng nói tại cái này huyền bí tiên hiệp thế giới bên trong kiếm ra manh mối gì đến làm không tốt chưa xuất sư đã chết vậy liền thật sự là bi kịch bên trong bi kịch người xuyên việt đều có bàn tay vàng ta không nên không có a à. như vậy dựa theo lệ cũ ta hẳn là nghĩ đến nơi này trần tầm không khỏi cực kỳ trương bắt đầu cố gắng tập trung tinh thần hít sâu một hơi trong lòng mặc niệm hệ thống chủ thần. Máy mô phỏng. Xanh đậm, đỏ thẫm, xanh lục. Ông. Phản phất đang đáp lời hắn liên tiếp kêu gọi, chỉ một thoáng trong tâm linh run sợ một hồi, sau đó thật sự có một đạo thần dị màng sáng tự cho mình giả bên trong dần hiện ra đến. Tính danh. Trần tầm, thể chất. Phổ thông, hạ, căn cốt. Loài kém, trung, ngộ tính. Phổ thông, trung, mị lực phổ thông, trung, may mắn. Phổ thông, hạ, linh căn tư chất. Không, võ công, đạo pháp, thần thông, kỹ nghệ. Định Long Thung Công, thành thạo 91, 500, cổng thạch quyền pháp, thành thạo 124, 500, khí vận giá trị. Không, tiên thiên khí vận. Không, nhưng rút ra, đây là. Trần tầm đầu tiên là sững sờ. Sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bởi vì tầm mắt bên trong trương này kỳ dị màng sáng không phải khác, đúng là hắn xuyên qua trước đó chơi kia khoảng tu tiên RPG trong trò chơi bản. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.